các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 2. Đường gươm của hai ông Xuân Thủy Harriman vẫn là Mỹ xâm lược Việt Nam và miền Bắc xâm lược miền Nam. Khi bước vào nói chuyện với phía Mỹ, đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác định ba mục tiêu: tranh thủ sự đồng tình của dư luận đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, phân hóa và cô lập đối phương phục vụ chiến đấu trên chiến trường, đòi Mỹ chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc, tìm hiểu ý đồ của Mỹ. Sau một tháng đọ gươm ở hội trường Cullenberg, phía Việt Nam thấy mặt tuyên truyền có đạt được một số kết quả, nhưng chưa tìm hiểu được thêm ý đồ của Mỹ. Ngày 3 tháng 6, Nguyễn Duy Trinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chỉ thị cho đoàn tiếp tục làm tốt việc đấu tranh công khai và chuẩn bị, lúc nào thuận lợi thì vừa nói chuyện công khai vừa nói chuyện hậu trường. Nói chuyện hậu trường khác với nói chuyện bí mật của Mỹ. Nhưng không cho Mỹ dùng việc nói chuyện hậu trường để lừa bịp gây ảo tưởng trong dư luận. Ngày 15 tháng 6, Bộ Chính trị nói rõ thêm: ta chủ trương tiếp xúc riêng để thăm dò, chưa mặc cả. Cuối phiên họp ngày 12 tháng 6, Nguyễn Thành Lê, người phát ngôn của đoàn Việt Nam, nhận lời mời đi ăn cơm của Jordan, người phát ngôn của đoàn Mỹ. Sự ngăn cách bắt đầu được khai thông. Liền sau đó, Hà Văn Lâu, Phó trưởng đoàn Việt Nam, nhận lời mời gặp riêng Ruth Van, Phó trưởng đoàn Mỹ. Ngày 12 tháng 6, người ta thấy xuất hiện trong đoàn đại biểu Việt Nam một gương mặt mới, Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Xuân Thủy. Những người quan tâm đến tự hỏi, người đó là ai? Nhưng cơ quan tình báo và Mỹ đã có hồ sơ đầy đủ. Ông là một nhà hoạt động cách mạng từ khi còn đi học. Tên thật là Phan Đình Khải, quê ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Từ nhà pha hỏa lò ở Hà Nội đến nhà tù Sơn La, ngục Côn Đảo, ông đã trải nhiều năm tháng trong lao tù. Cuộc sống đã rèn luyện ông thành một chiến sĩ cộng sản kiên cường và sớm đưa ông vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Năm 1968, ông đang là Ủy viên Bộ Chính trị, được coi là người có mưu lược, vững vàng, biết quyết đoán khi cần thiết. Sau Tết Mậu Thân, ông được điều vào miền Nam Việt Nam tăng cường cho Trung ương Cục để phát huy kết quả của đợt tiến công Tết. Cuối đợt 2 của cuộc tổng tiến công bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, Hồ Chủ tịch gọi ông ra Hà Nội và cử ông làm cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Xuân Thủy. Sự có mặt của ông trong đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứng tỏ phía Việt Nam muốn đẩy các cuộc thương lượng đi tới. Và cũng từ những ngày tháng 6, tiếp xúc riêng trở thành diễn đàn chính, song song và quan trọng hơn diễn đàn đại lộ Cullenberg. Cấp phó trưởng đoàn, thăm dò. Cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra tối ngày 26 tháng 6 năm 1968 tại nhà riêng của đoàn Việt Nam ở Vichy Sursainer. Ruth Van đến với Philip Habi. Phía Việt Nam cùng tiếp với Hà Văn Lâu có Nguyễn Minh Vĩ. Sau những câu trao đổi lễ tân, Van rút trong túi ra một tờ giấy đánh máy và đọc: Hoa Kỳ sẽ chấm dứt các cuộc ném bom trên toàn miền Bắc vào một ngày sẽ được thông báo cho phía Việt Nam biết trước. Trước ngày đó, hai bên sẽ thỏa thuận về hoàn cảnh sẽ được thực hiện sau khi chấm dứt ném bom. Đó là cách vượt qua những trở ngại trên đường đi của chúng ta. Tôi nghĩ điều đó có thể thỏa mãn gợi ý của các ông đề ra cũng như thỏa mãn đòi hỏi của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt ném bom mà không làm tổn hại đến tính mệnh binh lính Mỹ và đồng minh.
Ông cũng nói hai bên sẽ thảo luận về hoàn cảnh và giữ bí mật không công bố. Đại sứ Hà Văn Lâu nhắc lại đòi hỏi của ta như đã trình bày ở hội trường Kölnberg. Vance nói rằng một trong những vấn đề sẽ phải thảo luận là hành động chiến tranh khác. Hà biết thêm, việc chấm dứt ném bom không đặt ra nữa vì ngày chấm dứt ném bom đã được định trước. Trả lời câu hỏi thế nào là hoàn cảnh, Vance nhắc lại vấn đề khu phi quân sự và nói Hoa Kỳ lo ngại về các việc sau đây. Bắn pháo từ khu phi quân sự và từ miền Bắc Việt Nam vào quân Mỹ và quân đồng minh. Tấn công bằng bộ binh qua khu phi quân sự. Hà biết thêm. Và từ trong khu phi quân sự. Van tiếp. Việc tăng cường lực lượng ồ ạt vào miền Nam Việt Nam và việc tấn công vào dân thường ở thành phố miền Nam như Sài Gòn. Đó là những điều phải bàn đến khi nói chữ hoàn cảnh. Hà Văn Lâu bình luận. Không có đề nghị gì mới trong lập trường của Mỹ. Có chăng là ở chỗ thêm việc định ngày chấm dứt ném bom. Hà biết, có những điều mới khác, hoàn cảnh chỉ thực hiện sau khi chấm dứt ném bom, như vậy không thành điều kiện để chấm dứt ném bom, như thế là thỏa mãn cả yêu cầu của Việt Nam và của Hoa Kỳ. Điều mới thứ ba là ngay từ bây giờ, Hoa Kỳ không đòi Việt Nam phải làm gì cả, mà chỉ đòi Việt Nam phải làm gì sau khi ngừng ném bom. Van cố gắng thuyết phục các nhà thương lượng Việt Nam về tính hợp lý của đề nghị đó và cho rằng việc lập lại khu phi quân sự đối với thế giới là hành động liên quan đến cả hai bên, không liên quan đến việc chấm dứt ném bom. Lập lại khu phi quân sự tiếp sau việc chấm dứt ném bom không phải là điều kiện. Hà Văn Lâu, đề nghị của Hoa Kỳ vẫn là có đi có lại, nếu cuộc thảo luận không đi đến thỏa thuận thì thế nào? Van, Hoa Kỳ sẽ không chấm dứt ném bom. Cuộc trao đổi đầu tiên này chấm dứt lúc quá nửa đêm sau 2 giờ làm việc. Điều đáng chú ý là mặc dù Hà Văn Lâu lên án mạnh mẽ việc Mỹ xâm lược, Van không trả lời mà chỉ tập trung vào vấn đề chấm dứt ném bom miền Bắc. Giữa tháng 7, hai đại sứ gặp nhau lại. Ông Van cũng đọc một tờ giấy chuẩn bị sẵn. Hoa Kỳ chấm dứt ném bom vào một ngày cụ thể, không có hành động có đi có lại. Nếu chúng ta có thể có hiểu biết về những hành động chung sau khi Hoa Kỳ chấm dứt ném bom. Tiếp đó, ông trình bày một kế hoạch hai giai đoạn cách nhau độ một tháng, khoảng cách càng ngắn càng tốt. Ông nói, trước khi chấm dứt ném bom, Hoa Kỳ cần biết rõ những điều gì sẽ xảy ra ở giai đoạn 2. Nghĩa là những biện pháp thích hợp cho cả hai bên. Rồi ông vẽ một sơ đồ trên giấy tóm tắt như sau. Giai đoạn 1. Hoa Kỳ chấm dứt những cuộc ném bom bắn phá bằng không quân, hải quân và pháo binh chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng tất cả các hành động liên quan đến việc dùng vũ lực ở trên và trong Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước đó, hai bên sẽ thảo luận những vấn đề liên quan mà mỗi bên sẽ thực hiện sau khi chấm dứt ném bom. Giai đoạn 2, hai bên sẽ thực hiện 1. Khôi phục khu phi quân sự theo quy chế đề ra năm 1954, không có nhân viên quân sự hay thiết bị quân sự để bên trong hay vận chuyển qua khu này, mời Ủy ban quốc tế trở lại và mở rộng hoạt động để giám sát việc thực hiện, không bắn pháo qua khu phi quân sự, không tập trung lực lượng trong khu này. 2. Không tăng thêm lực lượng của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quá mức hiện có sau khi chấm dứt ném bom. 3. Bắt đầu thảo luận những vấn đề về thực chất. Hoa Kỳ cũng như Việt Nam có thể nêu bất cứ vấn đề gì liên quan đến giải pháp hòa bình. Trong cuộc thảo luận đó, phía Hoa Kỳ sẽ gồm có đại diện của Việt Nam Cộng Hòa, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có thể có bất kỳ đại diện nào mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muốn mời tham dự. 4. Hoa Kỳ sẵn sàng xét các vấn đề tương tự mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể nêu ra. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
sẽ không có tấn công không phân biệt vào Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế. Ý kiến Mỹ đưa ra chỉ thêm một vài điểm mới về hình thức và danh từ, như đề ra giai đoạn 1, giai đoạn 2, dùng chữ biện pháp thay cho chữ hoàn cảnh, còn thực chất vẫn đặt điều kiện cho việc chấm dứt ném bom. Hà Văn Lâu: Nếu thảo luận vấn đề của giai đoạn 2 mà không thỏa thuận được thì Hoa Kỳ có chấm dứt ném bom không? Van không trả lời, không chấm dứt như lần trước, mà nói: Cứ thảo luận đi, biết đâu có thể thỏa thuận được. Thảo luận trước có mất gì? Đầu tháng 8 trước khi về Mỹ, Van lại yêu cầu gặp Hà Văn Lâu. Trong cuộc họp hôm 4 tháng 8, có lẽ ông ta muốn tìm hiểu ý đồ Việt Nam để giúp cho Washington lượng định bước đi trong những tháng tới, lúc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang đến gần. Lần này, ông giải thích nhiều về các biện pháp ở giai đoạn 2 mà lần trước ông nói chưa đủ liều, và nhắc lại đề nghị của Mỹ đưa ra không có vấn đề có đi có lại. Ngày 19 tháng 8, Hà Văn Lâu và Group Van lại gặp nhau. Hà Văn Lâu muốn nghe xem người đối thoại của mình sau khi đã gặp các nhân vật cấp cao ở Washington và các ứng cử viên hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa, có mang gì mới đến Paris không? Là con người cẩn thận, Van lại đọc một bài chuẩn bị sẵn, đại ý nói rằng Hoa Kỳ đã xem lại các cuộc gặp trước và đi đến kết luận rằng chưa có hiểu nhau về khía cạnh đề nghị của Hoa Kỳ. Đó là vấn đề tham dự thêm sẽ trở nên cần thiết nếu có đàm phán nghiêm chỉnh sau khi chấm dứt ném bom. Hoa Kỳ cho rằng đàm phán nghiêm chỉnh cần có sự tham gia của đại diện Việt Nam Cộng Hòa. Điều thiết yếu là phải có sự tham gia đó nếu muốn có đàm phán nghiêm chỉnh về tương lai của Nam Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không đòi chính phủ ngài công nhận Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ chân chính. Đây là tham gia chứ không phải công nhận. Cũng như Hoa Kỳ không công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng nhưng đồng ý sự tham gia của hai bên này. Hoa Kỳ thấy sự tham gia này là sự cần thiết đối với cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh. Ông ta than phiền về tình trạng nghẽn đường hiện nay và nói có vẻ thành thật rằng ông ta rất bối rối. Có phải Việt Nam không tán thành cho đại diện của Nam Việt Nam vào cuộc đàm phán không? Không biết ông hiểu lập trường của Việt Nam như thế có đúng không? Ông ta nhấn mạnh đến mối quan tâm và tìm kiếm của Johnson là cái gì sẽ xảy ra ở chiến trường sau khi chấm dứt ném bom, và chờ đợi một lời nói trực tiếp hay gián tiếp, việc gì sẽ xảy ra. Hà Văn Lâu: Chúng tôi đã nói rõ lập trường của phía Việt Nam là Hoa Kỳ hãy chấm dứt ném bom đi thì hai bên sẽ đề cập đến mọi vấn đề liên quan đến giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam. Nguyễn Minh Vĩ: Chấm dứt ném bom rồi sẽ có nói chuyện, nhất định sẽ có nói chuyện. Qua mấy cuộc gặp này, Hà Nội thấy rõ Washington lúc đầu đặt vấn đề một cách toàn diện cả miền Nam lẫn miền Bắc, cả Việt Nam và Lào, Campuchia, nay tập trung vào một vấn đề chấm dứt ném bom miền Bắc. Đó là điều tất yếu nếu muốn giải quyết hòa bình vấn đề miền Nam. Họ nêu ra nhiều điều kiện cho việc chấm dứt ném bom. Nhưng chúng ta cũng thấy Hoa Kỳ muốn có một cuộc nói chuyện mở rộng ở giai đoạn 2. Họ chấp nhận trước việc tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, tuy nêu rõ không có nghĩa là công nhận, và muốn chính quyền Sài Gòn tham gia như Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Cấp trưởng đoàn đi vào thực chất. Ngày 21 tháng 8 năm 1968, phiên họp lần thứ 18 tại hội trường Glenbeck. Hai đoàn đang nghỉ uống cà phê. Harriman gợi ý gặp riêng cố vấn Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy. Lê Đức Thọ vui vẻ nhận lời. Để hiểu thêm yêu cầu của Harriman, cần nhìn lại tình hình chung cuộc chiến tranh Việt Nam và tình hình cuộc tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Sau đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy tháng 5 không đạt kết quả lắm, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tiến hành đợt 3 tổng tiến công
với nhận thức rằng tổng tiến công và tổng khởi nghĩa là một quá trình tiến công liên tục, đợt này đến đợt khác, để thực hiện quyết tâm đánh thắng quân Mỹ trong mọi tình huống. Chiến trường trọng điểm là Sài Gòn Gia Định và miền Đông Nam Bộ. Nhưng chẳng những ta không thực hiện được ý đồ chiến lược tiến công vào Sài Gòn và một số thị xã khác thuộc các tỉnh đồng bằng khu 5, Tây Nguyên, Nam Bộ, mà thương vong lại tăng lên. Sức ép quân sự của ta không đủ mạnh để tạo điều kiện cho quần chúng nông thôn nổi dậy tổng khởi nghĩa như đã định. Trích Viện Lịch sử Bộ Quốc phòng, Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ, tập 1, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1990, trang 307. Sau đây sẽ gọi Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ. Ở Mỹ, người ta hiểu rằng kế hoạch chiến lược giành thắng lợi để chuẩn bị năm bầu cử 1968 đã thất bại. Các cuộc vận động ngoại giao trên cơ sở các công thức Baltimore, San Antonio kết hợp với các cuộc ngừng ném bom cũng đã thất bại. Trên chiến trường Việt Nam, quân Mỹ đã phải từ bỏ chiến lược phản công, chuyển hẳn sang chiến lược phòng ngự, từ bỏ biện pháp chiến lược tìm và diệt chủ lực của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, chuyển sang chủ trương quét và giữ, phi Mỹ hóa chiến tranh. Trong cuộc tranh cử Tổng thống, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Humphrey, đương kim Phó Tổng thống, ứng viên của Đảng Dân Chủ, vận động với một chương trình cơ bản giống nhau. Cương lĩnh Đảng Dân Chủ nhấn mạnh việc chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam với điều kiện Hà Nội đáp ứng. Đảng Cộng Hòa không đi vào những vấn đề cụ thể, nhưng phê phán việc đưa quân Mỹ vào Đông Nam Á là một sai lầm. Humphrey vẫn cứ gắn với Tổng thống chiến bại, còn Nixon nhấn mạnh phải có lãnh đạo mới, có khả năng suy nghĩ và hành động theo kiểu mới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy uy tín của Humphrey ngày càng sút kém so với uy tín của Nixon. Khi Johnson chấp nhận công thức hòa bình của Dean Rhodes ngừng ném bom Bắc Việt Nam trên thực tế, không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, ông ta đã tính đến việc kết hợp hoạt động quân sự ở Việt Nam với việc thương lượng. Khi ông ta thấy cần tạo thêm điều kiện giành thắng lợi trong bầu cử, trong khi không giành được thắng lợi trong quân sự, Johnson đã nghĩ đến tận dụng cuộc gặp gỡ ở Paris để tạo thuận lợi cho Humphrey. Hà Nội không phải chỉ là những nhà chiến lược quân sự, mà trước hết còn là những nhà chiến lược chính trị. Nên đã nắm bắt đúng lúc vị trí của vấn đề Việt Nam trong cuộc tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Đầu tháng 8 năm 1968, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam quyết định, nếu Mỹ muốn giải quyết vấn đề Việt Nam theo lập trường tối thiểu của ta trước khi ta giành thắng lợi quyết định, thì ta không để lỡ thời cơ. Mọi việc nay càng rõ khi Harriman chủ động đề nghị có cuộc gặp với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. Ở đây, một con én có thể làm nên mùa xuân. Cuộc gặp thứ nhất, ngày gặp, mùng 8 tháng 9 năm 1968. Về địa điểm, lúc đầu đoàn Mỹ đề nghị một biệt thự nhỏ hẻo lánh ở phố Boileau. Sau họ nhận họp tại nhà riêng của đoàn Việt Nam ở Vichy Sen. Phía Việt Nam, ngoài các ông Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, có Hà Văn Lâu và phiên dịch Nguyễn Đình Phương. Phía Mỹ, ngoài Harriman, có Van Piper Harvey. Sau những câu chuyện xã giao giáo đầu, Harriman vào đề trước. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.